Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin lúc 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin 18 giờ 30 phút được phát trực tiếp trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức HI 24/7. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 148 triển khai thực hiện nghị quyết số 212 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030. Kế hoạch gồm 6 mục tiêu, đó là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị địa phương chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp được phân công, bố trí và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết số 212 của Hội đồng nhân dân tỉnh, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tránh lãng phí. Thời gian qua, các doanh nghiệp Hưng Yên đã tận dụng và khai thác tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại FTA, qua đó mở rộng thêm một số thị trường nên giá trị các mặt hàng xuất khẩu đều tăng. Đại diện Chi cục Hải quan Hưng Yên thời gian qua tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA, doanh nghiệp xuất khẩu tại Hưng Yên cần phải nắm rõ luật thương mại quốc tế và thích ứng nhanh trong quá trình sản xuất. Đơn cử như công ty Mây Tre xuất khẩu Phú Minh Hưng Yên, từ đầu năm 2022, ngoài thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật Bản và các nước EU, đã có đơn hàng xuất sang Mexico. Đây là một trong những quốc gia tham gia hiệp định thương mại tự do FTA. Với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 của Hưng Yên thì từ lâu đã tận dụng lợi thế để chủ động khai thác tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA. Hiện nay trên lúa mùa, một số đối tượng sâu bệnh gây hại có chiều hướng phát sinh, phát triển và gây hại nặng cục bộ ở một số diện tích. So với vụ lúa mùa năm trước, tình hình sâu bệnh năm nay có chiều hướng tăng cao về mật độ và diện tích, với gần 6.900 ha nhiễm, trong đó có 330 ha nhiễm nặng bởi sâu cua lá nhỏ lứa 6. Diện tích nhiễm, nông dân đã và đang tích cực phòng trừ được gần 6.700 ha. 8,5 ha nhiễm nặng do rầy nâu rầy lưng trắng lứa 6. Ngoài ra, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh và gây hại ở một số diện tích. Lúa ma xuất hiện, gây hại cục bộ trên một số diện tích ở các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động. Trong bối cảnh giá các mặt hàng nông sản năm nay đều khá thấp, tình trạng ít thương lái đến thu mua tận vườn khiến nhiều người trồng nhãn phải tự thu hoạch và mang ra chợ đầu mối nông sản Đông Tảo để tiêu thụ. Với ưu điểm là chợ họp cả ngày và đêm, do đó sau khi thu hoạch xong, người trồng nhãn mang ra chợ bán bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có thương lái thu mua. Loại nhãn được bán chủ yếu tại chợ là nhãn miền thiết với giá từ 7 đến 10.000 đồng 1 kg và lượng ít nhãn xương ngọt được bán với giá 20.000 đồng 1 kg. Từ đầu vụ đến nay, mỗi ngày chợ Đông Tảo tiêu thụ từ 10 đến 15 tấn nhãn cho bà con trong huyện. Nhãn Khoái Châu được đưa đi tiêu thụ chủ yếu ở Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã xử phạt 58 trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động bến bãi và 100 trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải xử phạt 58 trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động bến bãi với tổng số tiền xử phạt gần 50 triệu đồng, đình chỉ 17 lượt phương tiện vi phạm do hết hạn đăng kiểm kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thu hồi 4 giấy phép hoạt động bến theo quy định, đình chỉ hoạt động 2 bến do không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, xử phạt với số tiền hơn 700 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu như khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên, phương tiện chở quá vạch mớ nước theo quy định. Vi phạm quy định về thuyền viên, người lái phương tiện và các vi phạm về quy tắc giao thông, tín hiệu của phương tiện. Hàng chục người thân của các nạn nhân trong vụ 32 người tử vong ở đám cháy quán karaoke chờ cả đêm bên ngoài cổng bệnh viện, nhiều người mang theo cả di ảnh và hoa. Tối ngày 7 tháng 9, số nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú ở khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An là 32 người. Các nạn nhân đã tử vong đều được đưa vào bệnh viện đa khoa Thuận An, cách hiện trường khoảng 8 km. Nhiều người dân đến bệnh viện đa khoa Thuận An chờ từ sáng sớm tới tận khuya để vào nhận diện thi thể các nạn nhân với hy vọng mong manh rằng trong số những người tử vong không có người nhà mình.
0 giờ ngày 8 tháng 9, hàng chục người vẫn đứng bên ngoài cổng bệnh viện Đa khoa Thuận An để chờ được vào nhận diện người thân. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương họp báo về thông tin vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong. Hàng loạt câu hỏi nóng về an toàn phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke An Phú được cơ quan báo chí nêu ra tại cuộc họp báo. Trước đó khoảng 20 giờ 30 ngày 6 tháng 9, lửa bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, làm 32 người chết. Quán karaoke này do ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, hiện ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Cơ sở karaoke này được thiết kế xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke Bình Dương, đồng thời yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Sau vụ chủ mỏ đất dông cây dừa đổ đất giam lỏng nhóm phóng viên tác nghiệp ngày 8 tháng 9, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành văn bản hòa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý mỏ đất dông cây dừa. Theo đó, ông Minh cho rằng ngày 6 tháng 9, theo phản ánh, trong quá trình tác nghiệp tại vị trí gần mỏ đất dông cây dừa do công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn làm chủ dự án, nhóm phóng viên công tác tại ba cơ quan báo chí đã bị người của công ty uy hiếp cản trở. Bên cạnh đó, các phóng viên ghi nhận hoạt động khai thác tại mỏ đất này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ông Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn khẩn trương kiểm tra xác minh nội dung phản ánh, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất dông cây dừa theo đúng quy định, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 9. Liên quan đến các công trình hạ tầng xã hội chậm tiến độ, dang dở tại dự án xây dựng khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Long Thành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép chấm dứt thanh lý hợp đồng 6 gói thầu xây dựng. Cụ thể, 6 gói thầu của 3 nhà thầu xây dựng 6 công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn bị đề nghị chấm dứt thanh lý hợp đồng sau hơn 1 năm thi công mới chỉ đạt khoảng 15% tổng khối lượng theo hợp đồng. Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai làm việc cụ thể với từng nhà thầu. Trong trường hợp các nhà thầu cam kết khả thi thì tiếp tục cho thực hiện hợp đồng và cương quyết cắt hợp đồng đối với các nhà thầu không khả thi. Lễ hội chạy đua với bò tót vốn gây tranh cãi tại Tây Ban Nha đang một lần nữa trở thành tiêu điểm bàn luận khi đã có hàng chục người thiệt mạng tại các lễ hội năm nay. Theo thống kê, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các trận đua với bò tót vào mùa hè năm nay tại Tây Ban Nha. Trong số 10 trường hợp tử vong, 7 trường hợp xảy ra tại khu vực phía đông thành phố Valencia, nơi có tập tục thả bò tót ra đường để giải trí. Họ chết sau khi bị bò húc hoặc giày xéo, vô số người khác bị thương, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Chính quyền một số vùng đang cân nhắc cấm hoạt động chạy đua với bò tót. Các tổ chức bảo vệ quyền động vật cũng có cùng suy nghĩ. Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng hoạt động này là một phần trong văn hóa truyền thống của Tây Ban Nha. Một cây cầu ở Cộng hòa Dân chủ Congo bất ngờ bị sập khi các quan chức đang đứng trên đó để khánh thành. Video về cảnh tượng bi hài này đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, cây cầu nhỏ được xây dựng nhằm giúp người dân địa phương băng qua sông trong mùa mưa. Tuy nhiên, ngay lúc các quan chức Congo đứng trên cầu để làm lễ khánh thành chính thức, thì chiếc cầu bỗng bị sập. Vụ sập cầu xảy ra vào cuối tuần trước và làm chiếc cầu bị gãy đôi. Với những gì đã xảy ra, nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng của cây cầu. Một hãng đóng tàu Pháp mới đây ra mắt mẫu phà mới thân thiện với môi trường, có thể loại bỏ 99,9% hạt mịn và siêu mịn khỏi khí thải. Chiếc phà thân thiện với môi trường đã được đưa vào hoạt động trong hành trình giữa Marseille và Bastia của Pháp. Phương tiện khổng lồ này sử dụng một bộ lọc túi tiên tiến kết nối trực tiếp với các ống khói, cho phép phương tiện loại bỏ tới 99,9% hạt mịn và siêu mịn, đồng thời giảm phát thải oxit lưu huỳnh. Chất thải rắn cuối cùng được đưa vào các bể để tái chế, do đó không còn bất kỳ khí nhà kính và chất thải lưu huỳnh nào được thải ra môi trường. Tại một công viên ở Singapore mới đây xuất hiện một khách sạn rất đẹp và độc đáo, được lắp ghép hoàn toàn bằng những chiếc thùng container đã qua sử dụng. Khách sạn Garden Port là một khách sạn thân thiện với môi trường, được đặt tại công viên Garden by the Bay, mang đến những đêm nghỉ thoải mái giữa không gian trong lành cho khách. Ngoài những thiết bị hiện đại, khách sạn sử dụng nhiều vật dụng tái chế. Khoảng 80% điện năng dùng để vận hành khách sạn là nguồn điện tái tạo lắp trên mái nhà.
công trình khách sạn đặc biệt nhằm đem lại cho mọi người một trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, đồng thời khuyến khích mọi người tái sử dụng đồ dùng, vật liệu, giảm thiểu tác động tới môi trường xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.